Theo dự báo, từ ngày hôm nay 21 tháng 1, Lào Cai xảy ra rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm xuống dưới 9 độ C, vùng núi cao trong tỉnh xuống dưới 2 độ C, có nơi dưới 0 độ C. Mức nhiệt này có thể gây hại cho người, cây trồng và vật nuôi. Để đối phó với đợt rét đậm rét hại có khả năng kéo dài một tuần, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có công điện khẩn, gửi ủy ban dân các huyện thị xã thành phố theo dõi chặt chẽ bám sát diễn biến thời tiết khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tới người dân về diễn biến của thời tiết, khí hậu để chủ động phòng tránh dịch bệnh, đói rét cho người, cây trồng và vật nuôi. Các địa phương tổ chức đoàn công tác xuống hộ gia đình để kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn cách phòng chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi phù hợp. Đặc biệt là chỉ đạo các trường có học sinh bán chú kiểm tra, ra soát, bổ sung cha náo ấm cho học sinh, chỗ ngủ đảm bảo kín và ấm áp.